Chào mừng các bạn đến với Channel Channel. Thì theo như một thắc mắc của một bạn có comment trên channel của mình, thì bạn có hỏi là một cái website có hỗ trợ về ngôn ngữ PHP cũng như là cơ sở dữ liệu SQL thì chúng ta phải xây dựng cái website đó như thế nào. Thì hôm nay để giải đáp thắc mắc đó của bạn, thì mình xin giới thiệu đến với các bạn một bài lab cấu hình và dịch vụ Nginx Server kết hợp với lại hệ quản trị nội dung Drupal cộng với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Đầu tiên mình xin dành một ít phút để nói sơ qua cái lý thuyết, cái nguyên lý hoạt động của dịch vụ Nginx Server này như thế nào để các bạn nắm rõ hơn trong quá trình mà chúng ta theo dõi bài cấu hình, cũng như là khi các bạn đã cấu hình xong rồi thì các bạn cũng hiểu được cái nguyên lý hoạt động của nó như thế nào. Thì Nginx nó là một cái web server và cũng đóng vai trò là một cái proxy server các bạn ha. Và nó có tính năng là hiệu năng cao và ổn định. Nó sẽ mang lại cho cái người dùng là họ sẽ không có cảm giác họ bị trễ, bị thời gian downtime và những cái request của họ luôn luôn đã đáp ứng. Nên các bạn. Cái tính năng thứ hai của Nginx server là nó cấu hình rất là đơn giản cho người quản trị. Thì một cái file cấu hình của dịch vụ Nginx server thì nếu mà cơ bản bình thường để hoạt động bình thường thì nó chỉ dài khoảng một cái trang cũ này của các bạn thôi, là các bạn đã cấu hình xong được một cái Nginx server. Nó không rắc rối như là bên Apache server. Cái đặc điểm thứ ba của Nginx server là nó ít tiêu tốn tài nguyên. Thì cái nguyên do mà ít tiêu tốn tài nguyên thì mình sẽ giải thích kỹ hơn ở phía sau. Và cái đặc điểm thứ tư là nó hỗ trợ nhiều bộ tính năng cho các ngôn ngữ lập trình từ PHP, Python, Java vân vân các bạn ha. Và mình ở đây mình có liệt kê một vài cái website như là Netflix, Pinterest hoặc là WordPress, thì những cái website này đều được xây dựng dựa trên nền tảng của Nginx Server. Thì những cái tính năng nào nổi bật trên Nginx Server mà nó lại được những cái website nổi tiếng trên thế giới sử dụng. Thứ nhất là nó cũng giống như là bên Apache, thì nó cũng cung cấp cho chúng ta một khả năng cân bằng tải giữa những cái web server với nhau. Cân bằng tải các bạn có thể hiểu đơn giản là nếu website của chúng ta, cái dữ liệu website của chúng ta trên hai cái máy server là máy master và máy slave, thì bình thường thì máy master sẽ đảm nhận vai trò chính là đáp ứng những cái phản hồi từ cho những cái request từ phía khách hàng. Tuy nhiên trong một số trường hợp nào đó mà cái server này bị down hoặc kết nối từ website xuống cái server này bị gặp trục trặc, thì để tránh làm gián đoạn các bạn ha, tránh làm cho người dùng phải chờ đợi hoặc bị downtime, thì thằng Nginx server này nó sẽ tự nhận biết và nó chuyển cái quyền trả lời thông tin, trả lời những cái request từ phía khách hàng qua cho máy slave, và cho tới khi nào mà cái máy master này đã phục hồi được khả năng kết nối tới khách hàng thì thằng Nginx server này nó sẽ lại chuyển chuyển cái vai trò trả lời kết nối lại cho máy master. Đó là một cách đơn giản về cân bằng tải. Cái tính năng nổi bật thứ hai của dịch vụ Nginx là nó sẽ giúp chúng ta có thể content caching, có nghĩa là nó sẽ hỗ trợ những cái module riêng cho cái nhiệm vụ là caching nội dung, mà khi mà người dùng có yêu cầu thì nó sẽ đem được cái nội dung nó lên một cách nhanh nhất có thể các bạn ha. Bước thứ ba, cái tính năng thứ ba là nó sẽ hỗ trợ cái tính năng security cho website của bạn cũng như cho ứng dụng của bạn. Thì cái tính năng security nó sẽ tích hợp sẵn, sẽ bao gồm trong những cái gói như các phần mềm được cung cấp các bạn ha. Nó sẽ bảo vệ từ bảo vệ nhiều lớp website của bạn, từ lớp ứng dụng nè cho tới những cái đường truyền dữ liệu cũng như là hệ thống người dùng vân vân. Thì mỗi kết nối từ phía khách hàng đến Nginx server đều được chúng ta có thể giám sát được, người quản trị có thể giám sát được kết nối đó, và nếu chúng ta phát hiện ra cái kết nối đó là bất thường hay là kết thường hoặc là yếu hoặc là cái gì đó thì người quản trị có thể nhận biết được, từ đó có thể
có thể kiểm soát được băng thông cho cái đường truyền đó như thế nào. Và cái tính năng nổi bật cuối cùng là tính năng monitoring các bạn ha. Thì Entry Server nó sẽ cung cấp cho chúng ta, nếu mà chúng ta trả phí á, là chúng ta sẽ được cái gói là Engine Plus, thì nó sẽ cung cấp chúng ta một cái giao diện, một cái phần mềm giao diện để chúng ta có thể monitor, có thể quan sát các bạn ha, theo dõi được cái tình trạng của server chúng ta như thế nào, CPU ra sao, băng thông đường truyền như thế nào, có bị nghẽn chỗ nào hay không, cần khắc phục như thế nào. Nó sẽ liệt kê cái bảng rất là chi tiết bằng mảnh cụ thể luôn, và nó là những tính năng nổi bật của một engine server. Thì vậy đâu là điểm khác nhau giữa Apache Server và Entity Server mà chúng ta lại chọn Entity Server mà không chọn Apache? Thứ nhất là đối với Apache thì Apache sẽ xử lý những cái request từ phía khách hàng gửi đến bằng cách là nó sẽ sinh ra những cái process hay những cái thread để xử lý những cái request đó, và mỗi request sẽ yêu cầu một process được sinh ra trên hệ thống của chúng ta. Và các bạn có thể tưởng tượng là nếu process sinh ra hay yêu cầu hả, là đương nhiên hệ thống nó phải bỏ ra một khoản bộ nhớ là RAM và CPU để xử lý cái process đó. Và nếu mà có nhiều process cùng đến cái server chúng ta tại một thời điểm, thì đương nhiên các bạn có thể tưởng tượng là bộ nhớ chúng ta sẽ tăng lên các bạn ha, CPU hoạt động phải tăng lên, từ đó sẽ giảm hiệu suất của CPU cũng như là RAM cho những cái tác vụ khác. Và tới một thời điểm nào đó mà RAM và CPU hoạt động quá tải, và hoạt động quá tải và đương nhiên Apache nó sẽ ngắt kết nối tới cái request đó đúng ha, những cái request mới sẽ không được đáp ứng đúng ha, nên sẽ ra tình trạng đứng hoặc trì trệ cho hệ thống. Còn riêng đối với engine server thì nó cũng xử lý theo dạng process, nhưng mà nó đề ra hai khái niệm là process master và worker process. Thì thay vì phải sinh ra từng process riêng biệt để xử lý từng cái request như bên Apache, thì thằng engine này nó chỉ cần sinh ra một process master cho cái dịch vụ engine đó, và thằng process master này nó sẽ đọc cái file của mình lên khi mà chúng ta khởi động dịch vụ engine. Nó sẽ đọc cái file của mình lên, à chúng ta cho phép cái dịch vụ master này sinh ra bao nhiêu cái worker process các bạn ha. Đây, cái thằng process master nó sẽ sinh ra bao nhiêu cái worker process. Chính cái worker process này nó sẽ có những cái socket các bạn ha, những socket để lắng nghe những cái request từ phía khách hàng, và khi mà cái request sắp tới nó sẽ đem cái socket đó vào trong một cái danh sách, rồi sau đó nó sẽ đi hết danh sách đó để xử lý nhu cầu của khách hàng, và cứ bao nhiêu cái request đó nó đều nhận như hết ha, cứ bao nhiêu request đó nó nhận như hết, nó sẽ xử lý cùng một lúc luôn. Và cái điểm mạnh thứ ba của Engine Server là nó sẽ hỗ trợ hai module rất là đắc lực là Cache Loader và Cache Manager. Thì chính hai module này phối hợp với lại những cái worker process sẽ giúp cho đẩy thông tin dữ liệu từ phía ổ đĩa chúng ta lên cho worker process, và từ worker process sẽ đẩy lên những cái upstream server khác như là web server hoặc là application server. Từ đó sẽ xử lý được thông tin người dùng cách nhanh hơn và trả về cho họ cái chính xác nhất. Và để hiểu rõ hơn hoạt động của engine hoạt động như thế nào, thì mà mời bạn theo dõi tiếp là bên tay trái của chúng ta hiện nay là một cái sơ đồ nói về cách mà một cái web server bình thường không phải là engine đón nhận và xử lý thông tin của khách hàng như thế nào. Thì đối với một cái web server bình thường thì nó cũng sẽ mở ra trên hệ thống những cái socket, ví dụ là những socket ở trên port 80 là cho dịch vụ HTTP, và port 443 là cho dịch vụ HTTPS. Thì những socket này tên là listen socket các bạn, thì nó sẽ lắng nghe những kết nối khi mà có một cái request tới, thì nó sẽ nhận cái request đó và nó tạo ra một cái new connection socket, tức là socket để xử lý. Và cái work process này nó sẽ xử lý cái connection socket đó cho tới khi nào mà cái connection socket đó không còn nhu cầu, có nghĩa là người dùng không còn yêu cầu, hoặc là nó không trả lời hồi đáp cho thằng worker process này trong một khoảng thời gian là keep alive time các bạn ha,
trong một thằng tham quay ở đó, thì tự động cái thằng worker reset này nó sẽ nhả cái connection reset này ra, connection socket này ra, và bảo vệ cho listen socket để listen socket có thể nhận những cái request khác đến để xử lý tiếp. Thì như vậy các bạn thấy là trong cùng một thời điểm, cái thằng worker reset này nó chỉ xử lý được một cái active connection các bạn ha. Có nghĩa là một worker reset sẽ xử lý một cái request, và những cái request khác, những cái request khác phải đợi, chẳng hạn đợi các bạn. Như thế sẽ dẫn đến là cái những cái request của chúng ta sẽ được hồi đáp rất là trễ các bạn ha, và ra một độ trễ nhất định. Còn đối với engine server thì như như nhà sản xuất họ có đề ra một cái slogan là non-blocking event driven, có nghĩa là sẽ không để cho bất kỳ cái connection nào nằm ở trong trạng thái là non-blocking, tức là bị đợi ha, bị nằm trong hàng đợi. Và những cái và việc xử lý những cái socket này diễn ra một cách lưu loát như một dòng chảy vậy đó, driven các bạn. Thì cái nguyên lý hoạt động nó cũng tương na ná như bên những cái web server khác, chỉ có điều là khi mà cái listen socket nó nhận một cái request từ phía khách hàng gửi vào thì nó sẽ đưa cái request đó về trạng thái bằng non-blocking và đẩy vào trong một cái danh sách, và danh sách đó chứa toàn những cái connection socket, và cái thằng worker reset này nó sẽ đi nó xử lý cùng một lúc tất cả những cái connection socket nằm trong cái list đó, và cứ có những cái connection socket nào mới thì nó cứ đẩy vào thôi các bạn ha. Các bạn hãy tưởng tượng là trong cái trận trong một cuộc thi đấu cờ vua chẳng hạn, thì có một kỳ thủ A họ sẽ thi đấu với 100 kỳ thủ khác các bạn ha. Thì đầu tiên có phải là kỳ thủ A họ sẽ tới cái bàn cờ của kỳ thủ số 1, họ đi một nước cờ, xong họ chuyển qua tiếp bàn cờ của kỳ thủ số 2, họ đi một nước cờ, và cứ như thế cho tới khi nào mà họ quay vòng lại cho kỳ thủ số 1. Thì lúc đó thì kỳ thủ số 1 đã đi một nước cờ rồi, thì cái kỳ thủ A này họ sẽ đáp lại một cái nước cờ khác các bạn ha. Và cứ như thế cho tới một lúc nào đó, mình ví dụ là kỳ thủ A đi tới cái bàn cờ của kỳ thủ số 3, và kỳ thủ số 3 này bị thua kỳ thủ A, hoặc là kỳ thủ số 3 này bỏ cuộc, thì cái socket socket đó sẽ bị out ra khỏi cuộc chơi, đúng không các bạn? Thì nó sẽ báo về cái worker reset này, sẽ báo về cho cái thằng cho engine, và engine sẽ tiếp tục mở listen socket để lắng nghe những cái request khác tới. Và trong một lúc thì thằng worker reset của engine nó sẽ xử lý được hàng trăm, thậm chí là cả hàng ngàn cái connection socket đó các bạn ha. Và vậy tại sao thì thằng engine nó xử lý một lúc rất là nhiều thằng connection socket mà nó không làm tiêu tốn tài nguyên? Bởi vì các bạn hãy hiểu một cách đơn giản là engine nó chỉ sinh ra một process cho nó mà ha. Nó không giống như thằng những dịch vụ khác là mỗi request là phải cần một process riêng thật lại trên hệ thống. Còn thằng engine nó sẽ cần sinh ra một request cho nó, và nó sẽ sinh ra bấy nhiêu những cái process con các bạn ha, tức là tiến trình con á. Tiến trình con đó tức có nghĩa là những cái worker reset đó các bạn, thì chính những cái worker reset đó mới đi xử lý những cái request từ phía người dùng. Và tiến trình con thì tiêu tốn rất là ít cái tài nguyên của hệ thống các bạn. Rồi để tăng cái tính luôn sẵn sàng của hệ thống á, thì engine nó sẽ có cơ chế là sinh ra những cái worker reset mới song song với những worker reset cũ các bạn. Các bạn có thể tưởng tượng là vì một lý do đó mà engine của chúng ta có nhu cầu làm mới lại các bạn ha, thì nó cũng sẽ load thằng master process, nó sẽ cũng sẽ load lại cái file cấu hình. Nó sẽ ví dụ ở đây là file cấu hình chúng ta cho yêu cầu là sinh ra 4 worker process đi, thì 4 worker process này nó sẽ sinh ra mới các bạn ha, cái màu xanh là mới, 4 worker process này sẽ được sinh ra mới. Tuy nhiên vậy thì 4 cái worker process cũ ở đâu đúng các bạn ha? 4 worker process cũ vẫn sẽ hoạt động cho tới khi nào mà 4 worker process này, 4 worker process cũ này nó xử lý xong được những cái connection mà nó đang nhận các bạn ha, xử lý xong những cái ván cờ mà nó đang nhận á,
thì khi nó xử lý xong rồi nó mới nhả khỏi cái thằng master reset ra, và nó nhường chỗ lại cho những cái thằng nhường chỗ lại hoàn toàn cho những thằng worker reset mới. Hay nói cách khác là entry server nó sẽ có, khi mà nó có nhu cầu sinh ra worker reset mới, nó sinh ra song song đồng thời với những cái worker reset cũ. Điều này giúp cho hệ thống của chúng ta không bị gián đoạn bởi những cái worker reset cũ đang xử lý những tiến trình cũ các bạn ha, còn những worker reset mới vẫn vẫn những cái tiến trình mới vào hoạt động song song cho tới khi nào những cái worker reset cũ xử lý xong những cái connection của nó sẽ tự động out khỏi hệ thống và nhường chỗ lại hoàn toàn cho thằng worker reset mới. Chính đặc điểm này sẽ giúp cho hệ thống của chúng ta hoạt động cách trơn tru và không có bị thời gian downtime. Và đây là một cái sơ đồ tổng quát để cho các bạn hiểu thế nào về một cái engine server. Thì đầu tiên thằng master là process master các bạn, nó sẽ khi mà chúng ta khởi động dịch vụ engine lên thì thằng master này nó sẽ đọc vào file cứu hộ của chúng ta là chúng ta cho phép là xây dựng lên bao nhiêu worker reset và trong mỗi worker reset sẽ được bao nhiêu cái tiến trình, bao nhiêu cái request được xử lý, thì nó sẽ đọc cái file cấu hình đó và nó tạo ra bấy nhiêu. Ví dụ ở đây là có ba worker reset ha, nó sẽ tạo ra ba worker reset. Rồi ba worker reset này đồng thời bên cạnh ba worker reset thì nó cũng sinh ra các bạn ha cái catch loader và cái catch manager. Thì cái catch loader này cũng được sinh ra ngay khi mà khởi động dịch vụ luôn, thì nó sẽ giúp đem cái dữ liệu từ ổ dự đĩa lên cho thằng worker reset các bạn ha. Còn thằng catch manager này nó sẽ giúp quản lý những cái vùng nhớ catch đó với một cái kích thước nhất định ha các bạn ha, không làm dễ quản lý hơn, không làm cho ảnh hưởng xấu đến cái dung lượng của bộ nhớ. Và khi mà cái master reset này đã phân ra được những worker reset xong rồi và những catch loader này hoặc catch manager này cũng đẩy lên dữ liệu lên cho worker reset rồi, thì chính những thì ngay từ lúc đó những cái worker reset này sẽ là những cái công nhân làm việc chính trong cái tiến trình của engine. Thì nó cũng sẽ nhận HTTP, những kết nối HTTP hoặc là HTTPS từ phía khách hàng gửi vào và trao đổi các bạn ha, trao đổi lưu vào ổ đĩa, cho lỗi lưu vào ổ đĩa rồi ổ đĩa đẩy lên những nhu cầu, đẩy lên những cái cache khác và nó sẽ chuyển tới những cái upstream server như là web server hoặc là application server. Và những cái web server này, những cái server này xử lý xong rồi sẽ đẩy ngược lại về cho worker process và worker process sẽ đẩy về cho khách hàng. Cứ như thế liên tục các bạn ha, diễn tất cả những hoạt động này diễn ra liên tục song song với nhau để hỗ trợ cho thằng worker process. Ha, worker process chính là trái tim của engine các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào về cấu hình chính cho dịch vụ engine xây dựng lên một cái web server engine. Thì đầu tiên đối với phiên bản CentOS 6.5 thì để tải được những cái gói dịch vụ liên quan tới Engine thì các bạn phải cập nhật lại những cái macro hay là những cái đường dẫn để tải được những cái gói này về. Thì như những cái bài lab trước mình cũng đã giới thiệu thì các bạn muốn cập nhật lại cái macro của hệ thống Zoom, của định Zoom á, dịch vụ Zoom, thì đầu tiên các bạn phải kiểm tra việc phân nhánh tên miền trước các bạn ha, dịch vụ DNS được nha các bạn, channel.vn ok, rồi một tên miền ở ngoài internet được luôn nha các bạn, và các bạn bình thử xem có ra mạng internet được không, ok nha các bạn, là xong cái phần mạng cơ bản. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ tải những cái gói để cập nhật lại macro của dịch vụ Zoom là cái gói apl release. Cái gói này mình cũng đã nhắc cho các bạn. Mình thiếu install. Cái gói này sẽ giúp cho chúng ta cập nhật lại những cái đường link đã tải những cái file dịch vụ mà chúng ta cần. Rồi, vậy là chúng ta đã tải xong cái gói apl release. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ tải những cái gói liên quan tới dịch vụ engine zoom trừ y install engine sao nha các bạn, là tải tất cả những cái gói liên quan tới dịch vụ engine. Rồi
À, và như vậy là chúng ta đã tải và cài đặt xong những cái gói dịch vụ liên quan tới dịch vụ Engine bằng lĩnh Zoom. Thì bước tiếp theo chúng ta sẽ thử rồi ha, chúng ta sẽ thử khởi động dịch vụ Engine này lên rồi xem nó có hoạt động không, giống như là dịch vụ Apache của hệ thống các bạn ha, Apache HTTP á, thì mặc định nó cũng sẽ khởi động cùng hệ thống luôn. À mình quên, đầu tiên là system config firewall ha, các bạn phải kiểm tra firewall nữa. Đây các bạn phải mở những cái bọt các bạn ha, mở những cái bọt cho dịch vụ lên, ipsec mail, các bạn không cần phải mở hết đâu, pop samba tftp rồi trusted interface, các bạn tick vào eth0, hoặc nếu mà bạn nào có một số bạn á, nó sẽ hiện lên là eth1 eth2 á, thì cái thằng trusted interface này các bạn tick vào trong cái chỗ của thằng cạc mạng nào thuộc mạng LAN các bạn ha. Ví dụ trong máy của mình là eth1 là cạc LAN thì các bạn sẽ tick vào thằng trusted interface là cạc LAN, còn mask guardian thì các bạn tick vào cạc mạng internet á. Còn nếu nó cái máy máy bạn nào mà gặp trường hợp giống mình là nó để là eth cộng đó, thì các bạn cứ tick vào eth cộng rồi các bạn apply yes rồi quit ra, rồi các bạn service ip table sale rồi restart, ok các bạn ha. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ khởi động dịch vụ engine lên thử coi nó được chạy được chưa. Start. À được thì các bạn ha. À, có một số bạn á, khi mà chúng ta khởi động dịch vụ engine lên nó sẽ báo lỗi là nó sẽ báo lỗi là có một tiến trình nào đó sử dụng không ạ? Mình không nhớ rõ nhưng mà nó đề là khóa là các bạn đọc là các bạn hiểu là có một tiến trình nào đó đang được sử dụng. Cái địa chỉ IP hoặc là cái socket nào đang sử dụng á, thì đó có thể là do trên hệ thống của các bạn á đã có một cái dịch vụ khác để chạy trên port 80 hoặc là 443. Thì đó chính là dịch vụ Apache HTTP nha các bạn. Thì các bạn sẽ sử dụng là cái câu lệnh là fuser trừ k tức là queue á, rồi 80 hoặc là 443 gì đó. Rồi cái loại nó là TCP các bạn ha, tại vì thằng Apache á, dịch vụ web nó sẽ chạy trên port 80 nhận thức TCP, thì các bạn phải queue đi, các bạn phải tắt cái dịch vụ đi. Tức là cái câu lệnh, ý nghĩa của câu lệnh này là chúng ta sẽ diệt ha, diệt những cái tiến trình nào đang sử dụng port 80, bởi vì khi đó thằng engine đó nó không sử dụng port 80 để nó hoạt động, thì chúng ta phải diệt những cái tiến trình nào đó đang chiếm port 80 của nó đi, thì chúng ta mới khởi động cái dịch vụ engine lên được ha. Còn trong trường hợp này cái dịch vụ HTTP trên hệ thống của mình nó chưa có chạy nên mình sẽ khởi động được dịch vụ engine lên bình thường. Các bạn nhớ nha, các bạn sử dụng cái lệnh là fuser trừ k rồi cái tiến trình nào đang bị chiếm, ví dụ trên port 80 rồi port 80 duyệt TCP, các bạn enter thì nó sẽ liệt một danh sách những cái process process ID của những tiến trình nào đang chiếm cái port 80 của bạn, rồi nó sẽ duyệt lên những cái tiến trình đó, rồi sau đó các bạn khởi động dịch vụ engine nó sẽ được rồi. Engine on rồi. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ tại những cái gói liên quan tới dịch vụ là cái gói để chúng ta có thể hỗ trợ trong việc lập trình PHP. Thì mặc định nếu các bạn dùng Zoom á, để các bạn tải cái gói PHP á, thì nó sẽ chỉ tải được cái phiên bản 5.1 thôi các bạn. Thì mình khuyên các bạn nên chúng ta nên tải tải những cái gói PHP từ phiên bản 5.5 trở lên các bạn ha. Thì khi đó thứ nhất là nó sẽ hỗ trợ thêm nhiều tính năng ha, hỗ trợ thêm nhiều chức năng cho việc triển khai cũng như lập trình PHP, cũng như là nó sẽ đảm bảo không bị lỗi khi mà chúng ta triển khai cái dịch vụ quản trị nội dung Cripple mà mình sẽ giới thiệu phía sau này á. Nên các bạn mình khuyên các bạn nên tải những cái gói phiên PHP phiên bản 5.5 trở lên. Thì đối với gói PHP bình thường á, nó sẽ có ký hiệu là ví dụ gói PHP rồi gạch mã số bao nhiêu 123 ví dụ vậy, mã số phiên bản. Còn đối với gói
B phiên bản 5.5 á, nó sẽ có thêm cái tham số phía sau với là 5 năm. Còn ví dụ 5.6 là 56, ví dụ vậy. Thì nếu mà chúng ta dùng định zoom bình thường á, mặc dù là chúng ta đã tải được cái gói ML release rồi các bạn ha. Chúng ta đã tải gói ML release rồi, là những cái macro trong hệ thống của chúng ta đã được cập nhật rồi. Tuy nhiên nó vẫn sẽ không tìm thấy được những cái nguồn nào nó tải những cái gói B5.5. Thì trên mạng internet á, hiện nay có một cái website chuyên cung cấp những cái mình không nhắm mắt là từ chuyên, mà phần lớn là sẽ cung cấp những cái gói B5.5 cho các bạn tải về. Thì đã tải được những cái gói B5.5 từ cái website đó, thì chúng ta phải cập nhật hay mà cập những cái macro của cái website đó vào trong định zoom của chúng ta. Thì để cập nhật thì chúng bạn sẽ dùng đường dẫn sao rpm trừ uvh các bạn ha. Rồi các bạn chọn đường dẫn của website ra, ví dụ mình cho sẵn trên đây luôn. Rồi micro.webstatic các bạn ha. Đây cái website là webstatic, nó sẽ cung cấp cho các bạn là cái sụt để cung cấp những cái gói php phiên bản 5.5 cho các bạn. Rồi zoom ha. Rồi L6 tức là theo mình thấy là phiên bản CMS 6 chấm á, nó sẽ có ký hiệu là L6, còn nếu mà trên phiên bản CMS 5.5 thì là L5. Rồi lattice.rpm. Rồi ha các bạn ha. Chúng ta đã tải và cài được cái web static release, còn ở trên mình chỉ tải được cái gói ML release. Còn bây giờ mình muốn chuyên vào cái web static release, mình tải nó về. Rồi, sau đó mình sẽ tải dùng định zoom install. Rồi, các bạn tải những cái gói PHP 5.5, những cái gói như là 5.5 nè, PHP gói là 55 VKF các bạn ha, thêm cái key là VKF. Rồi sao? Rồi hết PHP 55 VKF trừ object. À, đây là cái gói hỗ trợ trong việc triển khai hệ thống caching nha các bạn. Object. Rồi PHP 55 W. Rồi FPM. Thì cái gói FPM là gì? FPM là một cái ứng dụng các bạn ha, một cái ứng dụng để giúp cho hệ thống của chúng ta có thể chuyển phát những cái strip của PHP tới cho dịch vụ engine, để giúp cho xử lý được những cái request nào mà người dùng đòi hỏi những cái đòi hỏi về PHP á, thì những cái request nào đòi hỏi PHP thì cái thằng cái gói PHP FPM này nó có nhiệm vụ là nó sẽ phân phối default những cái PHP script ha từ ổ đĩa của chúng ta lên cho thằng engine, và thằng engine nó sẽ đẩy về cho phía, nó sẽ sử dụng những cái code đó, nó xử lý thông tin và đẩy về cho phía khách hàng. Nên các bạn cũng phải cần cái gói này. Rồi các bạn enter sẽ cài các bạn ha. Rồi nếu mà các bạn gặp một trường hợp là nó báo lỗi, nó không cài đặt được, thì các bạn chú ý dòng cuối nè, error cái gói PHP 55W MySQL nó bị trùng khớp với lại cái gói PHP 55 MySQL đi. Thì hai cái gói này là một thôi các bạn ha, nó không khác gì nhiều, nó gần như là một luôn á. Nên các bạn muốn giải quyết vấn đề này, các bạn chỉ cần thêm cái tham số là từ skip mà ha, skip broken như khuyến cáo của hệ thống này, chúng ta sẽ sử dụng cái tham số skip broken này. Thì khi các bạn sử dụng tham số skip broken này, nó sẽ bỏ qua cái lỗi này, có nghĩa là nó sẽ cài đặt cái gói này ha. Xin lỗi các bạn, nó sẽ cài đặt cái gói MySQL MD này thay vì cái gói MySQL. Rồi ha. Rồi enter. Và sau khi đã cài đặt xong những cái gói PHP phiên bản 5.5 các bạn ha, đây những gói phiên bản 5.5, thì trong đây có những cái gói các bạn cần chú ý là nó phải có nha các bạn. Thứ nhất là cái gói XML. Và như vậy là chúng ta đã cài đặt xong những cái gói liên quan tới dịch vụ liên quan tới PHP phiên bản 5.5.
Thì trong những cái gói PHP này, các bạn cần lưu ý một cái số gói quan trọng, như là thứ nhất là cái gói MB String các bạn ha. Nó sẽ hỗ trợ cho các bạn việc nó hỗ trợ những các bạn mã unicode ha trong cho cái SQL của các bạn. Rồi cái gói thứ hai là gói XML nè. Hai gói này với lại gói MB String. Rồi cái thứ hai là gói tiếp theo là sẽ là cái gói để mình xem nó nằm trong đây không. Rồi như là không có ha. Cái gói thứ ba là sẽ có liên quan đến thư viện các bạn ha. Thì cái gói này như liên quan ở bên MySQL rồi, tí nữa mình sẽ nói. Rồi như vậy là xong gói PHP. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ cài đặt tới MySQL, quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Rồi đầu tiên các bạn phải kiểm tra xem chưa là không có chúng ta là có MySQL chưa. Rep MySQL vậy ha. Đây các bạn mới có một cái gói MySQL lib ha, thư viện MySQL. Thì trong bài lab này mình cũng khuyên các bạn á là mình nên sử dụng MySQL MySQL phiên bản 5.5 luôn ha ma, cho nó đồng bộ với lại thằng PHP 5.5 để cho nó sẽ không bị lỗi trong quá trình sử dụng. Rồi thì đối với gói này nên cái gói này mình phải bỏ đi các bạn ha. Cái gói này MySQL này là cái gói MySQL phiên bản thường chứ không phải là phiên bản 5.5. thì các bạn sẽ sử dụng lệnh là rpm trừ e ha. Các bạn muốn xóa một gói nào đó từ hệ thống thì các bạn sử dụng lệnh rpm trừ e. Cái tham số trừ e là tham số là erase các bạn ha. Erase là xóa đi á, rpm trừ e. Rồi các bạn copy nguyên y chang cái tên của dịch vụ này, các bạn pass xuống đây. Rồi các bạn enter. Rồi nếu mà các bạn gặp trường hợp cái báo lỗi là do không thể xóa được cái gói MySQL lib này bởi vì những cái dịch vụ khác như là postfix nè nó sẽ cần những cái gói này các bạn ha, thì các bạn sẽ sử dụng thêm một tham số khác là trừ no depth, tức là no dependency các bạn ha. Cái chữ này nè, dependency nè, tức là những cái gói phụ trợ á, tức là các bạn sẽ xóa cái gói MySQL lib này mà không dính dáng gì tới cái gói những cái gói phụ trợ khác các bạn ha. Rồi các bạn enter. Mình xin lỗi, mình ghi lộn no depth hay mà chưa phải là not depth, no depth. Ok rồi xóa được các bạn ha, các bạn kiểm tra lại. Rồi là mất cái gói MySQL lib rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt những cái gói MySQL 5.5 zoom trừ y install MySQL 55 sao MySQL 55 server. Rồi enter. Rồi để bắt đầu cài nha các bạn. Rồi mình kiểm tra lại, có gói server luôn rồi đúng ha. Nãy mình gọi nhầm á. Đây cái gói này mình gọi nhầm, mình thiếu chữ W nè nên không cài đúng ha. Đang lại về MySQL 55W và gạch ngang server, nhưng mà nó nằm sẵn trong cái gói MySQL 55 luôn rồi. Rồi để cho nó cài đặt nha các bạn. Và như vậy là chúng ta đã cài đặt xong những cái gói liên quan tới MySQL phiên bản 5.5 nha các bạn. Rồi để mình coi. Sẽ có một cái gói leave.com đây. Các bạn lưu ý nha, các bạn phải lưu ý là chúng ta phải có cái gói này ha. Đây là cái gói, nếu mà các bạn không có cái gói này á, thì khi mà các bạn cài đặt cái trình quản lý giao diện Drupal nó sẽ báo lỗi là nó không hỗ trợ ngôn ngữ cho cơ sở dữ liệu của chúng ta các bạn, nó sẽ báo lỗi. Và cái gói này mình sẽ giải thích sau, khi mà mình cài cái gói Drupal mình sẽ giải thích sau thêm các bạn hiểu. Nên bây giờ trong cái lần này mình chỉ cần chú ý là phải có cái gói này cho các bạn, cái gói là lib MySQL lên 16. Rồi ok, như là xong cái gói liên quan tới MySQL. Bây giờ chúng ta sẽ vào cấu hình cái file của PHP trước nha các bạn.
VRC PHP chấm ini. Rồi, và cái file này các bạn xuống cái dòng 768 ha, một là 768, hoặc là các bạn có thể dùng cái này hai chấm xuyệt ha, tức là cái công cụ là hai chấm xuyệt là các bạn sẽ tìm kiếm ha, mà công cụ tìm kiếm cái chuỗi nào có trong cái file này thì các bạn sẽ tìm được cái chuỗi là CGI xin gạch fix CGI mình xin lỗi chấm fix xin gạch path info. Rồi đây nha các bạn, dòng này nè cgi.fix gạch path info bằng 1. Rồi các bạn sẽ number lên, nó phải nằm trong cái dòng 768 các bạn. Rồi các bạn bỏ cái dấu hai chấm phẩy ra, rồi các bạn sửa tham số thành không. Thì tại sao các bạn phải điều chỉnh cái parameter này? Vì thứ nhất là nếu mà các bạn không các bạn để mặc định cái tham số này bằng một ha, thì nó sẽ, cái mình nói một cách đơn giản cho các bạn dễ hiểu là nó sẽ xử lý nó sẽ xử lý một cách dư thừa ha, các bạn hiểu là xử lý một cách dư thừa những cái link hoặc là những cái URL mà có liên quan tới PHP đúng không ha. Còn nếu mà các bạn để CGI.fixpath.info này bằng không thì nó sẽ xử lý đúng thôi, nhu cầu của cái request đó cần bao nhiêu thì xử lý bấy nhiêu thôi, không xử lý thêm. Hoặc một cách nói một cách đơn giản hơn nữa là cái CGI.fix gạch path.info này bằng không thì nó sẽ giảm tải trong việc xử lý những cái request đến từ phía lên bằng theo nhu cầu là sử dụng PHP cho engine server chúng ta các bạn. Rồi ok, các bạn lưu lại. Ok, đó là bước thứ nhất trong file php.mini. Bước thứ hai là các bạn sẽ vào cấu hình cái file dịch vụ engines. Rồi etc engines engines engine đó chấp config các bạn ha, ta config vị của engine. Rồi các bạn, trong cái file này mình chỉ cần lưu ý các bạn hai điểm. Thứ nhất là phần user, user là engine. User có nghĩa là gì? User là các bạn khai báo ra những cái dịch vụ nào sẽ sử dụng các bạn ha, dịch vụ nào sử dụng xây dựng trên hệ thống web server của chúng ta có phải là dịch vụ engine không các bạn. Mình khai báo đây là engine nha các bạn. Rồi thứ hai là cái tham số là worker processes. Như mình nói ban đầu á, Worker Processes là những cái tiến trình được sinh ra từ Process Master, có nhiệm vụ là sẽ xử lý các bạn ha, xử lý những cái request và trả lời những cái request từ phía lên. Thì cái số Worker Processes này là bao nhiêu cho phù hợp? Thì theo như khuyến cáo của nhà sản xuất thì họ sẽ nói là tùy thuộc vào cái số core, tức là số nhân CPU của hệ thống các bạn là bao nhiêu thì số Worker Process là bấy nhiêu. Thì để kiểm tra số core của hệ thống trên Linux thì các bạn trên cái máy này phải không, thì cái máy nào thì các bạn sẽ biết cái máy nó có bao nhiêu core bao nhiêu nhân. Còn nếu mà các bạn sử dụng máy ảo, trường hợp mình sử dụng máy ảo đi, các bạn nhớ setting đây processor các bạn ha, một processor các bạn ha. Rồi các bạn để là một. Rồi trong một cái worker process nó sẽ xử lý được bao nhiêu tiến trình thì mặc định của hệ thống đây events, trong cái mục events các bạn ha, worker connection tức là những cái connection socket sẽ được xử lý bởi cái worker process này, thì số worker process là một và số worker connection là số connection socket trong cái worker process đó sẽ được xử lý đồng thời là 1024 worker process. Có nghĩa là trong tại một thời điểm một worker process này có thể xử lý đáp ứng được 1024 connection request không ha. Rồi đó là hai cái mục chính mình cần lưu ý các bạn. Rồi cái mục thứ hai mình thứ hai có nghĩa là PID tức là Process ID á, thì đây là cái nơi mà thằng dịch vụ engine nó sẽ sinh ra và nó chứa cái process master ở đó ha, các bạn nên mặc định luôn. Rồi cái mục tiếp theo là cái mục
HTTP nguyên cái mục dài thằng lò xuống đây. Rồi thì trong cái mục HTTP là cái gì? Nguyên cái mục HTTP này để chỉ ra là thông báo cho thằng MT Server biết là nó sẽ xử lý những cái request liên quan tới dịch vụ HTTP. Ok các bạn ha. Rồi ở trong đây mình chỉ cần lưu ý các bạn là những thông số này các bạn để mặc định luôn ha các bạn ha. Cái keep align timeout này có nghĩa là gì? Tức nghĩa là khi mà thằng worker process nó xử lý một cái connection mà nó trả lời connection đó rồi, mà tiếp theo đó nó đợi cái phản hồi từ phía connection đó, tức nghĩa là đợi phản hồi từ phía người dùng đáp lại cho nó trong khoảng thời gian là mặc định là 65 giây ha các bạn ha. Nếu mà nó không nhận được phản hồi thì tự động hệ thống engine nó sẽ drop, nó sẽ cắt cái connection đó để nhường chỗ cho cái connection mới. Thì các bạn để mặc định là 65 luôn. Rồi cái tham số thứ hai là tham số gzip on ha. Nếu mà các bạn bỏ tích cái dấu thăng này đi thì nó chúng ta bật cái tính năng gzip lên on. Thì cái tính năng gzip này là nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà truyền tải dữ liệu trên đường truyền á, nếu mà chúng ta bật cái tính năng gzip on lên thì nó sẽ nén các bạn ha, nó sẽ nén dữ liệu truyền tải đi, nó sẽ nén lại để đảm bảo tốc độ đi được nhanh hơn, để gia tăng cái thời gian đáp ứng cho khách hàng hơn. Nhưng bù lại cái giá mà các bạn phải trả là cái việc tiêu tốn tài nguyên sẽ tăng cao, đúng không ha? Ít nhiều phải tăng cao, mặc dù được xử lý bằng tiến trình con nha các bạn, nhưng mà các bạn nén cái dữ liệu trên đường truyền nó sẽ yêu cầu cái phần RAM và CPU xử lý nó. Nên mình khuyên nếu mà bình thường thì các bạn chỉ cần để gzip này bằng, các bạn không cần bật cái zip này lên các bạn. Rồi thì mà nó sẽ còn có một số cái nó sẽ còn một cái tham số khác là nó sẽ chỉ định ra từng cấp độ của cái tính năng gzip này, mình nhớ không lầm từ 1 tới 9 thì thấp nhất là 1. Thì nếu mà cấp độ 1 thì nó sẽ nén vừa, mà cấp độ 9 thì sẽ nén cực đại luôn, thì khi đó sẽ tiêu tốn tài nguyên nhiều hơn các bạn ha. Còn trong bài này mình không cho nén dữ liệu và cũng để gì bình thường thôi, thì mình cũng không bật cái tính năng gzip là bằng gì. Rồi đó là những thông số quan trọng mà mình cần lưu ý cho các bạn trong cái file engine.config này. Nhớ là user là khai báo là engine, worker set thì tùy thuộc vào số nhân của hệ thống bạn đang có mà các bạn khai báo ra bao nhiêu cái nhân thì bao nhiêu process. Rồi các bạn muốn một cái nhân nó xử lý cho một lúc là bao nhiêu kết nối thì các bạn khai báo số kết nối ở đây. Rồi cái thứ ra là các bạn có cho phép nén dữ liệu cho đường truyền hay không, thì các bạn bật tính năng bật hoặc là tắt tính năng gzip này lên. Rồi các bạn lưu lại. Ok, vậy là bước tiếp theo chúng ta sẽ tiến tiếp là vào cũng cấu hình của engine luôn. Rồi cái file của default đây là cái file xây dựng nên hệ thống engine server các bạn ha. Còn cái file nãy là chúng ta chỉ khai báo nó có bao nhiêu worker set, nó có bao nhiêu cái worker connection, rồi nó sẽ xử lý những thông tin liên quan tới dịch vụ nào HTTP. Ok, còn bây giờ cách thức hoạt động của nó như thế nào thì mình sẽ sử dụng trong đây. Chẳng một server nha các bạn, đây listen đó mà, listen trên board nào mà, tức là nó sẽ tạo ra những cái listen socket trên board nào là board 80 đó ha. Còn nếu mà các bạn sử dụng web có chứng thực SSL là HTTPS thì các bạn khai báo là 43, thì cái socket đó là nó được nghĩa là nó sẽ bằng một cái địa chỉ IP cộng với một cái port mở trong hệ thống, thì một cái cặp đó sẽ tạo một cái socket. Thì bấy nhiêu địa chỉ IP của khách hàng cộng với cái bộ 80 này sẽ tạo ra bấy nhiêu cái listen socket các bạn ha. Thì các bạn sửa lại là bộ 80. Rồi cái server name thì các bạn để là cái tên miền của hệ thống của chúng ta, share linux.vn nha các bạn. Rồi cái này các bạn không cần quan tâm, ok bỏ qua luôn. Đây cái phần location này các bạn lưu ý là cái chỗ root này nè nó phải là suyệt user share engine html. Thì tại sao mình đang bàn tới một cái web server hỗ trợ PHP mà là chúng ta lại đặt nó trong thư mục HTML? Thì đây các bạn có thể hiểu nôm na HTML là đại diện cho thư mục web thôi các bạn ha,
chứ không phải là những cái thư mục nào nằm trong cái thư mục HTML là được biểu bằng ngôn ngữ HTML đó. Nhưng mà đối trong hợp này khi bạn có hình đó thì cái đường dẫn location root là nó phải nằm trong hộp là suite như theo share engine HTML, thì trong cái thư mục này ha, sẽ chứa toàn bộ nội dung website của các bạn. Rồi cái phần hai là phần index, các bạn thấy là các bạn thấy này quen quen không, giống như trên cấu hình Apache HTTP á cũng có dòng directory index á, thì đây cũng y chang vậy luôn. Thì đang sử dụng trên MSB thì các bạn khai báo thêm một cái trang nữa là MSB index.php. rồi Aerospace này có cái trang, những cái này là các bạn để mặc định luôn ha các bạn ha, nhưng mà các bạn lưu ý là vẫn phải để cái đường root, chỗ nào mà có root á thì các bạn phải lưu ý là nó phải là nằm trong cái là suite user share engines HTML rồi ha. Rồi này, đây là những cái trang báo lỗi thôi, tức là khi mà kết nối nào không 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 được, cái lỗi này bị lỗi hay cái gì đó sẽ trả vào những cái trang này. Thì những cái trang này, những cái trang tỉnh các bạn, những trang tỉnh đã được tích hợp sẵn trong những cái gói phần mềm rồi này, các bạn nên mặc định luôn, nhưng mà vẫn phải lưu ý cái đường root nha các bạn. Rồi proxy thôi các bạn chưa quan tâm. Rồi bước thứ hai là các bạn sẽ đây cái phần location cho PHP này, các bạn nhớ các bạn phải bỏ cái dấu chú thích này ra. Ok, từ phần location này các bạn phải bỏ chú thích ra. Thì đây là chúng ta sẽ xử lý như thế nào đối với những cái request có cái đuôi yêu cầu là PHP, đối với những trang PHP mà ha. Dấu ngã này là những cái phần ngã, cái phần này nè là đại diện cho cái địa chỉ web, cái link trình duyệt các bạn á, nó sẽ thay thế cho cái này. Rồi cái link đó chấm với một cái trang nào đó, tức cái trang nào đó có đuôi là PHP, mình ví dụ là trang info.php hoặc là trang index.php là như vậy. Rồi root các bạn thấy không, root này mình phải sửa lại ha các bạn ha, y chang trên đây luôn. Rồi các bạn copy lại, rồi các bạn vô đây các bạn pass ra, ok nha các bạn. Rồi fastgi pass, rồi fastgi pass nào để nguyên, các bạn để mặc định luôn. Rồi fastgi index là để các bạn để mặc trang định, trang chủ là index.php. Rồi cái này strip này phải ha, các bạn sửa thành các bạn sẽ sửa thành là gì đây, để mình nhớ rồi đây là cái passage là document root. Ok các bạn ha, thì các bạn hãy hiểu ra là gì, đây là phần cấu hình là như là một, các bạn thử tưởng là một cái thông điệp ha, sẽ báo cho thằng engine server biết là nó sẽ xử lý những cái trình duyệt web nào, những cái request, tức là những cái đường link trình duyệt á nào yêu cầu tới một cái phần liên quan tới PHP, thì nó sẽ tìm trong cái thư mục slot từ trong, những cái file đó sẽ nằm trong thư mục gốc này với cái file index là như vậy. Rồi các bạn nhớ cái CGI á là giống như các bạn hiểu là nó sẽ giúp cho giống như là cái phương tiện ha, mình hãy hiểu nôm na là cái phương tiện để chuyên chở những cái thông số, những cái gì liên quan tới PHP từ dưới ổ đĩa để lên tới những cái upstream server như là web server hoặc là application server để xử lý với các bạn. Rồi cái document root, ok ha, root mình sửa lại document root chỗ này các bạn ha. Rồi document root, ok. Rồi các bạn lưu lại. Bước tiếp theo là các bạn vào trong file. Mình nhầm, lưu lại. Rồi bước tiếp theo các bạn vào trong file PC. Bây giờ chúng ta sẽ cấu hình cái PHP SPM như mình nói ban đầu á, là nó sẽ giúp cho delivery trung chuyển những cái gì liên quan tới PHP tới dịch vụ engine để xử lý. Rồi đắp xử lý cho đắp các bạn. Rồi vào trong cái file, rồi các bạn sẽ set number lên, rồi các bạn tìm xuống dòng khoảng phần 39 là bạn sẽ chú ý hai điểm là phần user, phần group các bạn. Thì nó đang khai báo là Apache mà chúng ta là không có hình Apache rồi, thì các bạn khai báo là engine các bạn ha. Rồi engine,
Rồi. Nhớ rồi ha. User và group các bạn data engine. Rồi các bạn lưu lại. Rồi vậy là xong, chúng ta xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ khởi động lại dịch vụ. Khởi động dịch vụ khởi động dịch vụ engine trước. Đây, engine restart. Ok các bạn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ download cái gói phần mềm để cài cái dịch vụ là quản trị nội dung Creeper các bạn ha. Thì đây mình đã tải sẵn cái gói Creeper phiên bản 7.43 Finance các bạn ha. Thì hiện tại trên trang chủ của Creeper họ đã cung cấp cái gói phiên bản 8.0. Nhưng mà mình khuyên các bạn chỉ nên sử dụng phiên bản 7.4, 7 phiên bản 7 chấm thôi. Thứ nhất là bởi vì cái bản 8.0 á, bản 8.0 này đang trong trạng thử nghiệm thôi, thì chắc chắn còn một số lỗi các bạn ha. Thứ hai á là nếu mà các bạn cài phiên bản Creeper 8.0 thì cái thằng PHP á, PHP với lại MySQL nó không hỗ trợ đủ cái những cái gói về những cái gói về thư viện các bạn ha. Nhớ là cái gói lúc đầu mình nói với các bạn cái gói là mà đây mình kiểm tra đây grep MySQL đấy các bạn ha. Cái gói lib MySQL clone 16 nè là đang nằm ở trong phiên bản là 5.1.69 các bạn. Nếu mà các bạn cài đặt cái gói Creeper phiên bản 8 chấm trở lên á thì nó sẽ yêu cầu các bạn là không, các bạn phải cài cái gói lib MySQL clone 16 này mà với phiên bản từ 5.53 trở lên thì nó mới hỗ trợ được. Nhưng mà mình đã thử rồi, mình thử nhiều cách rồi, cài đặt phiên bản PHP mới nhất luôn 5.6 rồi MySQL 5 chấm mấy luôn mà cũng không thể nào có được cái gói lib MySQL clone này rồi, nên mình chọn giải pháp là mình sẽ cài xuống một cái version là version 7. Rồi thì sau khi đã tải được cái gói mình đã tải được cái gói MySQL phiên bản 7 chấm này rồi, thì các bạn sẽ đem nó cất vào trong một cái thư mục nào đó. Ví dụ mình sẽ đây mình sẽ cất nó vào trong thư mục là TMB, thư mục tạm các bạn ha. Rồi các bạn cd xuyệt TMB, rồi các bạn delete ra là cái file Creeper các bạn đã đem bỏ vào đây các bạn ha. Rồi các bạn giải nén nó ra. Rồi Creeper. Rồi sau khi giải nén xong nó sẽ được một cái thư mục như thế này, Creeper phiên bản 7.43. rồi các bạn cd vào trong thư mục Creeper đó, cd Creeper. Rồi đây các bạn ha, đây là toàn bộ nội dung của website Creeper bạn ha. Đây toàn bộ website Creeper có cả trang cái trang ins nè, và những cái trang lập trình khác vân vân các bạn đó. Khi nè, và sau này khi bạn có một cái source code của trang web á, nó cũng đang nói vậy phải không. Rồi bây giờ các bạn sẽ copy cái source code này, các bạn hãy tưởng tượng là cái source code của trang web đi các bạn ha, của dịch vụ Creeper, lấy cái số của nó, rồi các bạn sẽ di chuyển nó vào trong ha. Các bạn sử dụng move ha, move sao tức là các bạn sẽ di chuyển tất cả những gì có trong thư mục Creeper này, Creeper 743 này, các bạn move sao rồi tới tôi là user share engine html đó. Các bạn có nhớ thư mục này không, user share engines html. Đây tức là những cái thư mục root mà trong cái file cấu hình của dịch vụ, cái file default.config của dịch vụ engine á. Thì trong cái đường dẫn này các bạn sẽ chép được source code ha. Các bạn bỏ source code nè. Các bạn bỏ toàn bộ source code này vào trong cái đường dẫn này các bạn ha. Rồi. Các bạn di chuyển. Ok. Như vậy là chúng ta đã di chuyển. Giờ trong thư mục này là trống. Trong thư mục Creeper này là rỗng các bạn ha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ khởi động, chúng ta sẽ thử và kiểm tra xem cd user share engine html. Rồi đó là source code của engine nằm trong thư mục user share engine html. Rồi
Bây giờ chúng ta sẽ khởi động dịch vụ MySQL lên các bạn ha. Service MySQL đi start. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xây dựng quản trị cơ sở dữ liệu MySQL các bạn ha. Thì chúng ta đã sử dụng hệ quản trị nội dung Drupal để xây dựng website table chúng ta, thì đương nhiên cơ sở dữ liệu của nó phải là cơ sở dữ liệu của website Drupal, mình tạm gọi như vậy, cơ sở dữ liệu của website Drupal. Mà bây giờ chúng ta chỉ mới cài đặt được cái dịch vụ hay chỉ cơ sở dữ liệu MySQL, chúng ta chưa có cơ sở dữ liệu hết, thì bây giờ chúng ta phải tạo rồi ha. Thì trước khi tạo cơ sở dữ liệu Drupal, các bạn phải cấu hình cho thằng MySQL trước ha. Rồi các bạn sẽ sử dụng tính năng là MySQL SQL Installation, rồi và enter. Rồi cái bước này các bạn enter. Ok, rồi set password cho tài khoản root không? Có. Các bạn nhấn đi hoa. Yes. Password mình đặt là PASSWD AMOC 1. Enter. Rồi PASSWD AMOC 1. Enter. Rồi remove anonymous user. Remove anonymous user là các bạn để yes. Rồi disallow root locking remotely, no, là vẫn cho phép login từ ngoài máy local này các bạn. Rồi ha, nếu các bạn để chọn yes thì những cái dù các bạn đi xa, các bạn muốn quản trị cơ sở dữ liệu của mình, các bạn không nên login vào được. Rồi chúng ta có remove những cái thư mục những cơ sở dữ liệu mẫu không? Yes luôn. Rồi reload privilege, yes. Ok, vậy là xong, chúng ta thiết lập xong, cài đặt xong cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt, chúng ta tiến hành tạo cơ sở dữ liệu cho Drupal các bạn ha. Rồi các bạn login vào trong MySQL, chữ root, login bằng tài khoản root nha các bạn. Rồi password là PASSWD AMOC 1. Ok, đã login vào được trong MySQL. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái đây show database bạn ha, chưa có gì hết, chỉ có cơ sở dữ liệu của MySQL là nó chính nó thôi, chưa có cơ sở dữ liệu của Drupal. Thì giờ mình sẽ tạo Drupal create database cơ sở dữ liệu tên là Drupal các bạn. Ok, rồi các bạn show database. Ok, có cơ sở dữ liệu của Drupal. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gán quyền. Gán những cái quyền gì cho cái cơ sở dữ liệu này. Các bạn ha. Thì cái dịch vụ Drupal nó sẽ có được những cái quyền gì đối với cơ sở dữ liệu Drupal của nó. Thì chúng ta sẽ gán lệnh bằng câu lệnh là grant các bạn ha. Gán quyền á, trong MySQL cái lệnh grant là gán quyền. Quyền gì các bạn? Có phải là đầu tiên là quyền select. Rồi, quyền insert. Rồi, quyền update. Quyền delete, quyền create, rồi quyền drop, rồi quyền index, quyền alter là quyền chỉnh sửa bảng nè, rồi quyền lock table, lock table, rồi quyền create temporary tables. Rồi on trên cơ sở dữ liệu nào? Drupal đúng không các bạn? Trên tất cả những gì liên quan tới Drupal đến tài khoản Drupal cộng localhost. Rồi identify chứng thực bằng mật khẩu của tài khoản root là PASSWD AMOC 1 rồi ha. Rồi nhấn chấm phẩy cuối câu lệnh enter. Rồi ok, rồi như vậy là chúng ta đã gán những cái quyền, số quyền cơ bản cho cái hệ quản trị nội dung Drupal sử dụng cơ sở dữ liệu của nó. Rồi
Tiếp theo là chúng ta phải là một thứ quan trọng không kém, etc. Rồi các bạn phải xét mod ha, các bạn phân quyền remote 755 cho cái thư mục là var library MySQL MySQL.socket em ha, socket phân quyền cho cái MySQL socket. Cái file MySQL socket này chăm sóc này nè, nó sẽ không có khi mà các bạn chưa khởi động dịch vụ MySQL lên. Các bạn phải service MySQL đi star thì cái file MySQL socket này nó sẽ hiện ra. Rồi các bạn phân quyền cho nó. Ok. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ cấu hình xem ha, cấu hình cho cái file cấu hình của ta file cấu hình setting file cấu hình PHP cho các engine á. Rồi share engine là thư mục root nè, các bạn vào là thư mục root HTML. Rồi có một cái sai không ha, tức là chúng ta cấu hình PHP cho cái source code của Drupal á, size default. Rồi bạn list ra thì trong này nó có cái file cấu hình PHP mẫu ha, thì các bạn phải copy ra ha, các bạn sẽ giữ lại một cái bản chính. Rồi các bạn tạo ra một cái bản phụ này settings.php. Ok, giờ chúng ta có hai file, một file default của nó, một file setting của chúng ta tạo ra. Rồi chúng ta phải set set mode 757 settings.php. Tại sao chúng ta lại set cái quyền 757 cho thằng cho cái file setting.php này? Các bạn thấy là cái file setting.php này được sở hữu bởi tài khoản root đó các bạn. User sở hữu là root và nhóm sở hữu là root. Thì user sở hữu có quyền là gì? Read write skill. Nhóm root có quyền là read và execute. Còn nhóm những user khác có quyền read write execute. Thì những user khác là gì? Những user khác là trong đó bao gồm cả user Dribbble các bạn ha. Thì cái file setting này sẽ được cái dịch vụ Dribbble đọc khi mà chúng ta cấu hình, thì nó phải có cái quyền là nó phải có cái quyền là write ha, để thay đổi nội dung hay nó chỉnh sửa gì đó trên file này, nhưng mà phải cung cấp cho nó cái quyền read ha. Nếu mà các bạn không set quyền cho nó hoặc là các bạn set quyền thiếu thì các bạn không có quyền read cho cái file settings này các bạn ha, thì khi bạn có hình triple nó sẽ báo lỗi ha, nó sẽ báo lỗi. Rồi tiếp theo là chúng ta cũng sẽ set mode cho cái thư mục default ha. Các bạn làm cái bước này cũng được, hoặc là các bạn cd ra, hoặc là các bạn nói chung là chúng ta sẽ set mode 77 cho cái thư mục default này, tại vì mình đang nằm trong thư mục default đó nên mình phải dùng dấu hai chấm này để mình nhảy ra một thư mục, nghĩa là một cách thư mục mà ha, tức là mình sẽ nhảy như này nè đó, đây thư mục default đây đúng không, hồi nãy là mình sẽ cd vô default lại đó, thì mình sẽ mod mình phải hai chấm ha, sẽ mod mình phải dùng 77 đúng không, phải hai chấm này là mình duyệt default. Còn nếu mình nằm ở ngoài default là tức là mình nằm trong thư mục size á, mình thư mục size chứ thư mục default á, mình không cần hai chấm này, nhưng còn sẽ mod 77 default thôi. Rồi ok, như vậy là xong. Đây là xong cấu hình về PHP, setting PHP cho cái source code của Triple. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khởi động lại dịch vụ Engine. Engine Restart. Rồi, dịch vụ là PHP, FPM. FPM Restart. À, nó chưa, mình chưa start nữa. Sẽ can config. PHP nhớ các bạn phải để config. Rồi service MySQL đi restart. Sẽ can config MySQL. MySQL đi on. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào thiết lập xây dựng Drupal trên nền tảng web. Rồi các bạn gõ service lộn nhầm dở lại cái hostname của máy này nha các bạn,
server.sharelinux.vn. Ok, đây là giao diện cấu hình cho hệ quản trị nội dung triple. Thấy không? Trang PHP đàng hoàng nha các bạn. Rồi, các bạn chọn tiêu chuẩn standard ha. Cái minimal là cấu hình tối thiểu thôi. Các bạn chọn cấu hình tiêu chuẩn. Continue. English. Chọn English luôn. Rồi. Cơ sở dữ liệu loại gì? Mình chọn là MySQL các bạn ha. Tại mình sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để mình quản lý. Database name là gì? Là có phải nãy mình tạo á, triple. Database user cũng là triple luôn các bạn ha. Các bạn nhớ lúc hồi quán quyền gán quyền á là các bạn sẽ gán tất cả các quyền đó to triple rồi a cộng localhost đó, đó tức là user name của database đó là triple. Password là gì? Các bạn để password của tài khoản root nãy, cái phần mà sau cái phần là identify by và password á. Rồi passwd mất một. Rồi các bạn nhấn save continue. Nếu mà các bạn cấu hình sai hoặc là các bạn chọn sai phiên bản PHP với lại triple thì ở cái bước này khi mà các bạn nhấn save và continue sẽ báo lỗi rất là nhiều ở đây các bạn ha. Rồi may quá không báo lỗi, như vậy là chúng ta đã cấu hình thành công rồi đó, để nó chạy thôi. Sau cái bước này nó sẽ kêu chúng ta tạo cái tài khoản admin đó, tài khoản admin cho thư mục cho cái trang web của chúng ta. Thì trước khi tạo tài khoản admin á thì người ta cũng khuyến cáo là chúng ta nên xóa cái file setting.php hồi nãy đi thế mà để tránh nguy cơ bị bảo mật á. Thì ở đây mình để luôn, thì mình đang demo với các bạn mình để luôn. Rồi sang em là gì, mình ví dụ share Linux 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 ví dụ là website chẳng hạn. Rồi email address ví dụ là admin a@selenus.vn. rồi username đây là tài khoản admin của các bạn ha, thì mình để admin luôn. Ok, password là gì? Password là 123456 a@123. Rồi 123456 a@123 ha. Rồi country để chúng ta sẽ để gì đây, để đâu rồi, Việt Nam đâu, Việt Nam. Rồi Việt Nam giờ các bạn kéo xuống các bạn sẽ thấy Hồ Chí Minh City các bạn ha, mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi nhấn sao vô không nào. Rồi ha các bạn ha, giờ là chúng ta đã hoàn thành xong cái bước cấu hình ban đầu của hệ quản trị nội dung triple. Rồi các bạn vô website của các bạn nè, đó đây là các bạn đang login vào tài khoản admin thì nó sẽ hiện ra toàn bộ những cái module các bạn ha, những cái module để các bạn thể xây dựng lên cái website của bạn, từ dashboard, content, structure như thế nào, hiệu ứng là những cái banner này các bạn thay đổi ha, các bạn dựa vào những cái appearance này các bạn thay đổi được ha, thêm sửa banner gì các bạn xây dựng trên đây hết. Rồi giờ mình ví dụ mình thêm một cái bài viết article đi. Rồi ví dụ hello world. Rồi body là cái gì? Hello I am admin of share Linux chữ khó nhìn quá, Linux.vn. Ok các bạn. Rồi email các bạn sẽ chạy email vô luôn. Rồi bạn sao? Ok, đây là bài viết của người admin mới đăng lên trang web các bạn ha. Ví dụ trang web của bạn như vậy. Rồi. Ok, giờ người admin có thể thêm ha, thêm một tài khoản rồi đó. Người dùng, mình ví dụ chơi trang chủ đi. Đâu rồi? Cái mình people nè, các bạn vô một people. Đó. Các bạn sẽ thêm được một người add user, thêm một tài khoản cho ví dụ bạn có nhiều khách hàng đi ha, ví dụ một trang web mà ví dụ trang web muốn bán đi thì các bạn muốn cho khách hàng đăng ký hay gì đó, các bạn tạo username đúng không, mình ví dụ là user 1 email address user 1 @ share
linux.vn. Ok, password 123 123 chứng khoán acti, vai trò là khách hàng bình thường. Rồi ok, đã tạo được tài khoản user 1 rồi, mình log in. Ok nha các bạn ha, thì giờ mình đang log in vào tài khoản admin nè, giờ mình log out ra. Rồi mình đăng nhập vào tài khoản user 1 được không? User 1 password 123. Ok, thì ngược mùi khách hàng bình thường khi họ log in vào thì họ không sẽ không thấy được cái bảng như là export content people cho này như admin, chỉ có nội dung web hiển thị và tài khoản email của họ và bài viết nội dung web ở dưới đây ha. Rồi đó là giao diện web. Vậy bây giờ những cái dữ liệu người dùng sẽ nằm ở đâu? Trong cơ sở dữ liệu đúng không các bạn? Thì cơ sở dữ liệu chúng ta sẽ nằm ở đâu? Các bạn sẽ kiểm tra bằng lệnh là MySQL trừ U root trừ P BASSWD BASSWD amoc 1. Ok, rồi các bạn show database triple đúng không các bạn? Rồi các bạn chuyển tới cơ sở dữ liệu triple bằng cái lệnh use, tức là chúng ta sẽ sử dụng cái tương tác trên cái triple database. Ok, là nó báo database change là thành công các bạn ha. Rồi trong database nó có nhiều bảng đúng không các bạn, thì các bạn show table. Đây là tất cả những cái bảng dữ liệu của website của bạn đang có, mình ví dụ như vậy. Ok ha. Rồi mình thử mình vô cái bảng nào đây, cái bảng user ha, cái bảng nhạy cảm nè. Rồi các bạn để xem được nội dung của bảng user đúng không, thì các bạn sẽ describe thì sao ta describe user đây. Đó, đây trong cái bảng user nó sẽ có những cột này. Ok các bạn ha. User ID, name, password. Rồi, giờ mình sẽ lấy mình show cho các bạn xem trong cái bảng này có gì. Select sound from ha. Đây có lệnh SQL có đơn giản hơn, tức là xuất ra tất cả những thông tin, dấu sao tất cả những thông tin từ cái bảng nào. Cái bảng user. Ok, đây. Các bạn thấy không? Tài khoản admin nè. Password. Cái password đã được mã hóa nha các bạn ha. User đó, thông tin ngày giờ tạo luôn. Đây, tài khoản user 1 đây. Password đây luôn. Rồi. Giờ mình thử nha. Mình thử mình delete. Trước khi delete thì mình vẫn đăng nhập ha. Mình vẫn đăng nhập bằng tài khoản user 1 nha các bạn. Mình chưa log out nha các bạn. Vẫn đăng nhập tài khoản user 1. Giờ mình thử nè, delete. Đâu rồi? Delete. Delete. Cái gì ta? Select from delete. Mình quên rồi. Where UID. Nhớ rồi. Delete sao? Delete tất cả những thông tin nào từ cái bảng user where tại với điều kiện các bạn ha, delete sound from tại bảng từ bảng user với điều kiện là UID ví dụ bằng 2 đi. Đó, user ID bằng 2. Rồi. Error. Error message center. Để mình xem lại cấu trúc thôi nó bị gì không.